Xin chào các bạn, đáng lẽ là mình cũng không có ý định là làm video bánh trung thu đâu. Vì các video hướng dẫn trên YouTube thì đã có rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì mình sẵn làm thì mình quay luôn. Và giới thiệu cho các bạn, nhất là các bạn sống ở nước ngoài thì mình cần những cái nguyên liệu nào khi mà mình không có đủ các loại hạt và mứt như ở Việt Nam. Mình mời các bạn cùng đi chợ với mình nha. Hôm nay mình ở Markkauf ở bên Đức. Các loại mứt của Đức thì có rất là nhiều và cũng rất là ngon, mình không cần phải làm đâu. Các loại hạt cũng rất là bổ dưỡng và phong phú đa dạng. Đây là nhóm nguyên liệu các loại hạt mà mình sẽ cho vào bánh trung thu. Như là hồi nãy mình nói là mình có hạt mè nè. Phương có hạt dưa, cái này là mình mua từ ở Việt Nam mang sang. Nhưng mà nếu các bạn không có hạt dưa thì mình có thể dùng hạt hạnh nhân. Nhưng mà mình mua cái loại mà nó bào lát mỏng nha. Thì khi ăn nó, cái mùi vị nó cũng giống như là hạt dưa, tại vì nó cũng béo béo nè. Hạt hoa hướng dương. Hạt điều thì bạn nào cũng biết rồi ha. Hạt bí. Hạt thông thì trong các loại hạt thì hạt thông rất là mắc. Bán một bịch như vậy có 50 gram mà tới 3 đồng rưỡi lận. Đây là hạt dẻ, nó đã bóc vỏ sẵn và bằm nhuyễn, người Đức dùng nhiều trong các loại bánh ngọt. Phương dùng chút xíu hạt mè đen nữa. Phương chỉ giới thiệu cho các bạn thấy được sự đa dạng của các loại hạt. Các bạn dùng cái gì thì mình không cần biết, nhưng mà mình cần là tổng cộng cái lượng này phải là 250g nha. Sang nhóm nguyên liệu thứ hai là các loại mứt. Ở đây mình có mứt bí, mình mua ở Việt Nam sang. Nhưng mà ở nước ngoài thì mình không có mứt bí, thì mình sẽ dùng các nguyên liệu khác để mình thay thế. Thí dụ như là người Đức người ta có mứt vỏ chanh, mứt vỏ cam. Ăn cũng rất là thơm ngon và nó giòn giòn, sực sực. Mình dùng mứt cherry, là mứt cherry của người Tây nè. Thì sẽ có cái màu đỏ đỏ thay cho cái màu đỏ của mứt gừng. Ở đây là có nho khô, rồi mứt chà là. Còn ở đây là mứt gừng của người Đức. Nó không có cái màu đỏ như là mứt gừng đỏ ở Việt Nam, nhưng mà mình có thể thay thế bằng màu đỏ của mứt cherry. Cranberries cũng có màu đỏ đỏ. Nói chung là mình kết hợp nhiều cái loại mứt chua chua, ngọt ngọt, mềm mềm, giòn giòn, thì sẽ tạo nên một cái vị rất là hài hòa. Và mứt khóm nữa. Các bạn không nhất thiết phải dùng hết tất cả các loại này. Mình thì mình dùng, nhưng mà có cái gì thì các bạn cứ dùng. Cái này chỉ là mình giới thiệu cho các bạn biết thôi. Nhóm nguyên liệu này thì mỗi thứ một ít, miễn là cuối cùng cái tổng lượng, cân lượng là phải là 250g. Đây mình có thêm nữa là vỏ chanh, vỏ cam. Mình không có lá chanh tươi. Lá chanh đông đá thì ăn nó đắng lắm. Và cái loại này thì nó ngon và thơm hơn. Tiếp theo là nhóm nguyên liệu thứ ba mình sẽ cho vào bánh trung thu, là các loại thịt mình cho vào đây. Hôm nay mình sử dụng một cái đùi gà nướng. Ở chợ Đức thì mình chỉ ra mua một cái đùi gà khoảng chừng 1 đồng mấy, 2 đồng thôi. Nhanh tiện lợi, các bạn cũng có thể tự nướng. Mình cũng có thể làm xá xíu và cho vào. Ở đây mình có chả bông, mình cũng tự làm. Và mình phải cho mỡ đường nữa nha các bạn. Lúc đầu mình làm bánh mình không thích mỡ đường, mình cho bỏ qua. Nhưng mà khi ăn thì thấy bánh rất là khô. Chút xíu nha, khoảng 50g cũng được nữa. Để làm mỡ đường thì cũng rất là dễ. Mình mua mỡ heo về luộc trong nước sôi với chút xíu gừng, một nhánh quế và rượu trắng để mình tẩy mùi hôi trong vòng 15 phút. Sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Cắt hạt lựu. Mình sẽ cân và rắc vào đây cái số lượng đường bằng 1/2 lượng mỡ. Mình cho vào một gói đường vani cho cái mỡ đường của mình thơm. Ở nhà mình thì có lò nướng, mình sấy trong nhiệt độ là 50 độ trong vòng 30 phút thôi mình thấy nó được. Còn nếu mà bạn nào ở Việt Nam mà có nắng thì mình có thể phơi nắng nha. Phơi nắng khoảng chừng hình như là 3-4 nắng lận á. Trong lúc sấy thì khoảng nửa hiệp thì mình phải đảo một lần cho nó đều. Phương luôn có mở đường trong ngăn đá tủ lạnh, tại vì mình thỉnh thoảng làm bánh bía và mình cũng có thể cho vào nêm nướng nữa. Cân lượng cái nguyên liệu thịt thì mình cũng dùng là 250g. Coi như là ba cái nhóm nguyên liệu nó bằng nhau. Đó là cái phân lượng mà mình cảm thấy bánh nó ngon. Nhiều hạt thì bánh sẽ rất là cứng, còn nhiều mứt thì bánh sẽ rất là ngọt, còn nhiều thịt quá thì bánh nó sẽ mềm. Nói chung là đây là cái phân lượng mà khẩu vị nhà mình. Nếu các bạn thích ăn hạt nhiều hơn thì mình cũng thể cho chút xíu hạt nhiều hơn, có nghĩa là 300g. Nhưng thập cẩm thì mình thích có trứng muối.
Ở đây cái phân lượng ngày hôm nay Phương chia sẻ làm được 7 đến 8 cái bánh, cân lượng là 175 gram. Thì mình cần có 8 cái trứng. Trứng thì mình sẽ rửa dưới vòi nước sạch, sau đó rửa sơ với rượu trắng, mình phết lên một ít dầu mè và nướng ở nhiệt độ khoảng chừng 150 độ C trong vòng 10 phút. Đây là nguyên liệu cho phần bột bánh. Phương sẽ sử dụng 100% bột mì đa dụng, độ đạm này là 9%. Ở Đức mình mua số 405, mình không có pha bột làm bánh bông lan, cake flour hay là bột bắp gì hết. Khi mà dùng cái bột này á, thì bánh nướng xong cần chắc khoảng 2 ngày thì vỏ bánh nó sẽ mềm và ngon. Còn nhiều bạn mà muốn ăn gấp á, thì các bạn pha thêm bột bắp này nọ vô thì ngày hôm sau là có thể ăn liền. Nhưng do mình làm bánh và gửi đường bưu điện biếu người này người kia, đi đường cũng gần vài ngày, mình không có muốn bánh nó mềm nhanh quá. Còn đây là nước đường mình đã thắng trước cách đây 6 tháng. Nước đường để càng lâu thì bánh nó sẽ có ra màu rất là đẹp, bóng bẩy, tự nhiên. Còn nếu các bạn mà đang làm gấp thì mình cũng có thể sử dụng đường siro, syrup hoặc là các loại mật ong. Mình thì chưa sử dụng bao giờ nhưng mà mình thấy nhiều bạn dùng cái đó ra bánh thành phẩm thì cũng được. Ở bên Đức chợ Kaufland có bán những cái loại đường siro như vậy, từ trà là, đường mía, từ gạo. Bây giờ mình bắt tay vào làm cái phần vỏ bánh trước tiên. Mình sẽ pha cái hỗn hợp chất lỏng để cho vào bột. 200 g nước đường, một cái lòng đỏ trứng gà, 10 g bơ đậu phộng, một muỗng canh rượu mai quế lộ 15 g, nếu không có mình dùng rượu trắng, pha với 1 g ngũ vị hương, 40 g dầu ăn và một muỗng cà phê dầu mè. 1 g tức là bằng khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê natron, tiếng Đức, tiếng Việt gọi là muối nở, còn tiếng Anh gọi là baking soda, không phải baking powder nha các bạn. Trộn đều cho tan cái hỗn hợp này thành một cái chất lỏng hòa quyện với nhau, thì mình sẽ cho vào 300 g bột mì đa dụng. Các bạn dùng 3 đến 4 cái cây đũa chụm lại và khuấy vòng tròn như vậy nè. Rồi từ từ đổ cái phần nước đường này vô. Mình không có dùng tay giai đoạn này tại vì nó rất là ướt và dính. Mình sẽ khuấy vòng tròn và bột nó sẽ hòa quyện lại thành khối. Khi mình thấy không còn cái nước đường nữa thì mình sẽ đeo găng tay và nhồi bột. Bột bánh trung thu thì mình không có được phép nhồi như là nhồi bánh mì. Mình phải nhồi rất là nhẹ nhàng vừa đủ sao cho cái hỗn hợp nó hòa quyện thì mình ngưng. Còn nhồi lâu quá thì bánh sẽ bị chai nha. Tính từ lúc mình đeo găng tay vô nhồi thì chắc khoảng chừng 2 phút là được. Sau đó mình bọc giấy kín lại cho bột không bị khô và mình sang cái giai đoạn làm nhân. Mình cho bột nghỉ ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà không có thời gian làm liền thì mình có thể để đến 3 tiếng đồng hồ vẫn không sao. Nhóm nguyên liệu trước tiên cho vào nhân là nhóm thịt thì mình tất nhiên phải cắt tất cả mọi thứ thành những cái hạt lựu nhỏ nhỏ. Như mình đã nói hồi nãy là mình dùng 250 g. Tiếp theo là nhóm nguyên liệu các loại mứt. Mình cũng cắt nhỏ hạt lựu và mình cũng dùng tổng cộng là 250 g. Còn nhóm nguyên liệu các loại hạt thì các bạn cũng dùng 250 g hoặc là 300 g. Các loại hạt nào mà to quá thì mình giã ra hoặc là mình dùng chày hoặc là dùng dao mình bầm như là hạt bí, hạt điều. Làm bánh trung thu thì cái khâu này là cái khâu cực nhất đó các bạn. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để mình xào nhân. Mình cần có một muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 10 g bơ đậu phộng, một muỗng canh dầu mè 15 g, 100 g nước đường, 100 ml nước, một muỗng cà phê rượu mai quế lộ khoảng 5 g. Nếu không có mình dùng rượu trắng pha với lại một tí xíu 1/8 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Trộn đều cái hỗn hợp này và mình sẽ sang công đoạn là rang tất cả các loại hạt. Chú ý là mình không có cần phải rang cho nó vàng mà chỉ cho nó dậy mùi thơm, ấm ấm chút xíu thôi. Tiếp theo là các loại mứt. Mứt thì nó rất là dễ dính chùm với nhau, mình phải dùng tay xé xé nó ra chút xíu để không thôi lát nữa mình vo nhân mà lỡ ăn một cái cục
Một cái bánh mà dính nguyên một chùm nhân thì không ngon. Bếp nhà mình có 9 số thì mình đang để số 5. Thao tác trộn này cũng nhanh chóng thôi, mình không có cần phải rang lâu. Bước cuối cùng là mình cho tất cả các loại thịt vào đây. Đảo sơ chừng vài ba vòng thì mình tiếp tục cho cái hỗn hợp nước sốt mà hồi nãy mình đã pha. Cái cách xên nhân hay là xào nhân này thì Phương thấy rất là ít công thức mà hướng dẫn. Mình thấy là khi làm như vậy cái hỗn hợp nhân của mình nó không có bị rời rạc mà cái hương vị cũng rất là đậm đà, hòa quyện với nhau. Khi mà mình vo nhân thì rất là dễ. Lưu ý là mình chỉ để lửa trung bình. Sau khi phần nước sốt nó cạn đi là mình đảo khoảng chừng 9-10 lần gì đó thì mình tắt bếp. Bước cuối cùng để tạo độ kết dính là mình sẽ cho 30g bột nếp rang chín hay là còn gọi là bột inh dẻo. Đây là loại bột mà mình thường hay dùng để làm bánh dẻo, bánh inh. Còn nếu không có thì mình nghĩ là các bạn có thể dùng bột nếp và rang ở trên chảo chút xíu. Thì mình cũng cho vào đây để tạo độ kết dính. Khi mà cái nhiệt của nó đang ấm ấm và có một cái lượng độ ẩm thì khi cho cái bột dẻo này vô nó sẽ hòa tan và hơi sệt sệt. Lúc này Phương đã tắt bếp nhưng mà còn để cái chảo ở trên cái bếp nóng nha. Mình xào và đảo đến khi nào mà không còn thấy cái bột màu trắng nữa thì mình có thể ngưng. À, Phương quên nói là nếu mà các bạn dùng chà bông thì mình sẽ cho chà bông vào cái bước cuối cùng này. Vì nếu mà các bạn cho vào sớm quá thì cái chà bông nó sẽ ngấm hết cái phần nước sốt vào và nó sẽ bị ướt nhẹp luôn. Trong bánh trung thu thập cẩm Phương rất là thích dùng chà bông tại vì nó giống như là một cái chất kết dính. Những cái sợi thịt nó len lỏi giữa những cái khe thì sẽ khiến cho cái cục nhân của mình nó rất là chắc và không bị rời rạc. Trong cái phần nhân này Phương thích có chút xíu cái vị chanh. Thay vì dùng vỏ chanh thì mình sẽ dùng cái bột vỏ chanh của người Đức, khoảng chừng 1 phần 2 muỗng cà phê. Bây giờ mình sẽ tiến hành công đoạn là vo nhân. Mình sẽ cần chút xíu toán học. Hôm nay bánh nướng của mình có trọng lượng là 175 g, tức là 1 phần 3 là vỏ, 2 phần 3 là phần nhân. 2 phần 3 của 175 g là 117 g. 117 g là nhân, bao gồm trong đó có cả trứng vịt muối, trứng gà muối. Mình phải dùng cân để đo cho chính xác từng gram nha, để cái bánh nó phải đều với nhau. Trước tiên mình cho trứng muối lên trước, sau đó mình sẽ cho phần nhân vào như thế nào để cho nó đủ đúng 117 g. Bóp cho thật là chặt cái phần nhân thì mình đè cho nó bẹp bẹp chút xíu, rồi cho trứng muối vào tay túm lại, vo tròn. Để bóp cho thật là chặt thì lát nữa khi đóng bánh thì cái phần nhân của mình nó không có bị rời rạc. Dùng giấy kiến phủ cho cái phần nhân không bị khô thì mình quay lại với phần bột bánh. Trọng lượng của phần vỏ sẽ bằng 1 phần 3 trọng lượng của khuôn bánh, tức là 1 phần 3 của 175 sẽ là 58 g. Công đoạn tiếp theo thì mình sẽ cán bột, cho nhân vào và vo tròn. Các bạn cán làm sao cho đường kính khoảng chừng 10 cm là được. Các bạn sẽ thấy là khi cho phần nhân vào, lật úp lại như vậy thì cái phần vỏ bánh nó không có bao phủ được cái cục nhân thì mình phải dùng cái tay mình túm từ từ và đè và dàn đều ra thì cái mép bột nó sẽ từ từ khít lại với nhau. Còn nếu mà từ đầu các bạn dàn cái miếng bột mà cho nó rộng quá thì khi túm cục bột lại thì khả năng mà ở bên trong giữa phần nhân và phần vỏ có lẫn trong khí trong đó thì rất là cao và khi nướng bánh thì bánh nó sẽ bị phồng. Mình có thể dùng chút xíu dầu ăn thoa vào tay và vê bánh cho nó láng, nhưng mà cũng đừng lạm dụng nhiều dầu quá thì khi đóng bánh thì bánh sẽ bị mất nét nha. Phương có hai cái khuôn lò xo, một cái là loại 100 g và một cái là loại 175 g. Hôm nay mình sẽ dùng cái loại to. Phương dùng một ít bột mì rắc vào đây để làm bột áo khi mà mình đóng bánh. Có người thì sử dụng dầu ăn, nhưng mà Phương thấy dùng dầu ăn nhiều thì bánh sẽ rất là dễ bị mất nét. Mình rải đều bột và vũ cho thật là sạch thì mình sẽ in bánh. Thường thì mình vo hết tất cả các bánh, sau đó thì mình sẽ in cùng một lúc. Mình sẽ đặt cái khuôn nhẹ nhàng xuống từ từ
Sau đó mình sẽ nhấn nhẹ nhàng lần thứ nhất, lần thứ hai mạnh hơn chút xíu, và lần thứ ba một lần nữa, rồi mình nhấc cái ngón tay lên thì cái khuôn nó sẽ rời ra khỏi cái bánh. Chỗ nào mà lỡ dính nhiều bột áo quá thì mình sẽ dùng cái cọ và phủi bớt. Lò nướng Phương đã làm nóng sẵn 180 độ. Cho khay nướng vào tầng giữa của lò, chế độ lửa trên và dưới không mở quạt, trong vòng 8 phút. Trong thời gian nướng thì mình sẽ đi pha cái hỗn hợp mà lát nữa mình sẽ phết lên mặt bánh. Ở đây mình có một lòng đỏ trứng, một muỗng cà phê nước đường, một muỗng cà phê sữa, một muỗng cà phê dầu mè, nửa muỗng cà phê rượu mai quế lộ nếu có, thì cái bánh nó sẽ rất là thơm. Bánh sau khi 8 phút nướng mình lấy ra khỏi lò, xịt một ít nước lên đây cho bánh mau nguội thì mình mới phết cái lớp hỗn hợp trứng hồi nãy mình đã pha. Trước tiên mình dùng một cái cọ mềm và mình phết một lớp thật là mỏng. Sau đó thì mình dùng một cái cọ nhỏ hơn và mình phết từng những cái hoa văn, tránh để cho cái bánh nó bị đọng nước. Chỗ nào nó bị đọng nước thì cái chỗ đó khi nướng lên nó sẽ mất nét. Nãy giờ thì mình vẫn để lò nướng chạy và mình cho bánh trở vô, nướng tiếp 8 phút, cũng nhiệt độ là 180 độ C. Sau khi lấy ra đợt 2 thì mình cũng làm động tác tương tự như là hồi nãy, tức là mình phun nước xong rồi mình phết thêm một lớp trứng nữa. Khi lấy bánh khỏi lò hiệp 2 thì bánh đã cứng hơn, mình có thể trở bánh, cho bánh có thể được nướng vàng đều hơn. Tiếp tục cho khay bánh trở vô lò và mình cũng nướng 8 phút nhưng mà mình chỉnh nhiệt độ xuống còn 170 độ C. Đây là thành phẩm mình nướng xong buổi trưa. Đây, bây giờ là buổi tối mà bánh đã lên màu rất là đẹp. Thường thì bánh sau 2 ngày, nhân nó sẽ tươm mở ra khiến bánh mềm hơn và ăn sẽ ngon hơn. Nhưng mà tại vì bây giờ mình phải cắt ra cho các bạn xem để mình quay xong cái video clip, cho nên cái nét cắt nó không có được gọn gàng sạch sẽ cho lắm. Nhưng mà ăn rất là ngon các bạn ơi, rất là thơm. Vậy là xong rồi, các bạn thấy không? Bánh trung thu nướng thật ra là chỉ cầu kỳ về cái nguyên liệu, chứ thật ra là không khó làm. Phương có cái mong muốn là sau cái video clip ngày hôm nay, các bạn sẽ được truyền cái nguồn cảm hứng bắt tay vào bếp làm những chiếc bánh trung thu cho gia đình. Nhất là các bạn đang ở nước ngoài mà đang rất thèm bánh trung thu mà không có ăn, các bạn hãy bắt tay vào bếp. Thật ra là nó không có khó, mình làm được thì các bạn làm cũng được. Những chiếc bánh này mình sẽ đóng gói cho đẹp và gửi đường máy bay, cho nên mình cho vào đây một cái gói hút ẩm, dán kín lại. Ở đây mình không có kiếm được những cái hộp bánh trung thu đẹp như là ở Việt Nam, nhưng mà tấm lòng của con cái thì mình nghĩ là cha mẹ nào cũng hiểu. Phương cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi cái clip thật sự là rất là dài hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ghé kênh và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.